cháy nhà dân ở Hà Nội, chồng thoát nạn, vợ tử vong. Đám cháy xảy ra tại nhà dân ở Long Biên, Hà Nội vào rạng sáng ngày 28 tháng 3. Tạm theo thông tin từ Công an quận Long Biên, Hà Nội, vào khoảng 4 giờ 38 phút ngày 28 tháng 3, tại một nhà dân kết hợp kinh doanh trên phố Thạch Cầu, phường Long Biên xảy ra cháy. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Long Biên đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn người mắc kẹt. Cơ quan chức năng cho biết, thời điểm xảy ra cháy có 2 vợ chồng sinh sống trong căn nhà. Lúc ngọn lửa bùng phát, người chồng và vợ mỗi người chạy một hướng. Người chồng sau đó may mắn thoát nạn, còn người vợ thì bị mắc kẹt. Sau khoảng 40 phút, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn khiến người phụ nữ tử vong. Thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ. Vụ cháy đang được Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.